Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Thảo để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai tàng nha quý vị. Để luôn ha. Đó, mai tàng có đế nha. Để nhìn cũng đẹp đẹp không đây ha. Rồi, là chào em. Anh Tấn. Dạ, em chào quý cô chú anh chị trên mọi miền đất nước. Em tên Thảo, sắp em ở chợ gạo Tiền Giang á. Em hôm nay có về một mớ mai tàng. Đế cũng đều ti tàng cũng lực đẹp, mấy cô chú anh chị vô sang hết clip ủng hộ giùm shop em nha. Dạ em cũng bắt đầu luôn với mã số 1 nha cô chú anh chị. Rồi, nhanh gọn lẹ để đỡ tốn thời gian quý khách ha. Rồi, mã số 1. Này khá cao nha. Hoành em nói là 21, này... cao nó chắc 2 m nè cô chú anh chị. Rồi, cao khoảng tầm 2 m, tán ngang chắc khoảng 1 rưỡi, 1 6 vậy nè. Hoành nó là 21 nha cô chú anh chị. Tàng đẹp ha. Rồi, mã số 1, em giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu mốt. Rồi, đế luôn. 1 triệu mốt cho mã số 1 luôn. Em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Triệu mốt cái gì mà bao ship luôn. Rồi xuống cây. Mã số 2. Số 2. Cái này số 1 bự quá ha. Cái tàng hết sức cái tàng. Rồi mã số 2. Cao em nói chắc cũng khoảng 2 mét luôn nha cô chú anh chị. Rồi tầm 2 mét cao luôn. Tán ngang vậy chắc khoảng. Hoành em nói là 22. Mét 2, mét 3 vậy ha. Bộ đế cũng rất là đều luôn. Rồi mã số 2, Hoành 22, em giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu 2 luôn. Rồi để luôn quý vị. 1 triệu 2 cho mã số 2 luôn nha cô chú anh chị. Để xè đều luôn ha. Click ủng hộ giùm shop em nha. Rồi xuống cây. Xuống cây. Tiếp tục mã số 3. Rồi số 3 lên luôn. Này chắc hai người lên hay gì đây? Hai người lên. Cây bự. Rồi mã số 3. Mã số 3 này chiều cao em nó chắc khoảng tầm 2 mét luôn đi ha. 2 mét lên. Cao quá nè. Rồi tán ngang chắc khoảng 1 mét rưỡi, 1 mét 6 gì. Hoành em nói là 23 nha cô chú. 23 hoành rồi. Quý vị nhớ cái dàn xương em nói ha, dàn tàn luôn ha. Đó, chi cành luôn nè. Mã số 3 hoành 23 em giao lưu với cô chú chị là 1 triệu 4. Tài cành đẹp ha, đế nè quý vị. 1 triệu 4 cho mã số 3 luôn. Để hết sức bộ đế nè ha. Có 1 triệu 4 quý vị ơi. Bao ship toàn quốc luôn nha cô chú. Bao ship luôn. Quý vị nào ở gần đánh chở thì trừ tiền ship lại ha. Rồi. Rồi mã số 3 1 triệu 4. Rồi tiếp tục mã số 4. Hết sức cái bộ đế luôn. Có 1 triệu 4 thôi. Rồi tiếp tục mã số 4 luôn quý vị. Quý vị đợi trong xíu nữa ha. Rồi mã số 4. Mã số 4 là chiều cao em nói chắc cũng khoảng 2 mét luôn đi ha. Đợt này Thảo về lô mây cao không quý vị? Dạ. Hoành em nó là 20. Rồi tay cành luôn ha. Rồi mã số 4 Hoành 20 em giao lưu với cô chú anh chị là 900 ngàn. Để cái quý vị 900 ngàn cho mã số 4 luôn. Để tứ diện luôn ha. 900 ngàn quý vị mà bao ship luôn. Rồi xuống cây. Số 5. Rồi số 5 lên luôn. Mã số 5 này chiều cao em nói chắc khoảng 1m7 đi. Phải 6m7 gì. Đó cũng khá là cao nè. Hoành em nói là 22. Rồi quý vị nghe cái dàn tàng em nói nha. Cái này nó cũng bể xù nha cô chú anh chị. Rồi lát mình vô mình coi cái nách nó làm sao nha quý vị. Mã số 5 Hoành 22 em giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu mốt. Đây ha. À, nách nó cũng mã số 5. U chạy chạy hết rồi ha. 1 triệu mốt nha cô chú anh chị. Rồi đế quý vị xem đế luôn ha. Xe tiếp nha thật. À, để em nói là quý vị có những cái bạch xù luôn đó ha. Rồi 1 triệu mốt. 1 triệu mốt cho mã số 5 luôn. Ăn báo ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây. Tiếp tục mã số 6. Số 6 lên luôn. Mã số 6. Rồi mã số 6 chắc khoảng 1 mét rưỡi. Rồi hoành luôn. Hoành em nói là 19. Rồi 19 hoành. Quý vị nghĩa dàn xương em nói ha. Mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị là 750. Tay cành cũng sẽ ngang ha. 750 mà bao ship 750 luôn. 750 cho mã số 6 luôn. Em rồi, bao ship luôn. Toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi mong cô chú anh chị vô xem hết clip ủng hộ giùm shop em nha. Mã số 6 em giao lưu 750. Rồi xuống cây. Rồi, mã số 7. Số 7 lên luôn. Khá là em cao luôn ha. Cao là cũng khoảng 2 mét. Rồi Hoành em nói là 23. Rồi tán ngang sẽ cũng rộng quá nè ha. Rồi quý vị nhớ dàn xương em nói ha. Mã số 7 Hoành 23 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu 3.
Những xương xương này ra rất lực ha. To to không là đế cũng lực đế luôn cũng nè. To lực luôn. Đây. Đó. Mã số 7 em giao luôn 1,3 triệu nha cô chú anh chị. 1,3 triệu bao ship luôn bao nha quý vị. Ship luôn. Rồi, xuống cây. Tiếp tục mã số 8. Rồi, mã số 8. Rồi, rồi cao cũng khoảng tầm 2m ha. 2m luôn. Rồi, tán ngang cũng rộng luôn. Cây này hoành em nói là 21 nha cô chú anh chị. 21 hoành. Rồi, quý vị nghĩ cái tay cành ha. Dàn xương luôn. Mã số 8 hoành 21 em giao lưu với cô chú anh chị là 1,2 triệu. Rồi, 1 triệu em này mấy mã số 8 luôn. Mấy cái nách cũng bung bung hết trơn nữa ha. Bung nách hết trơn này. Nó chỉ nó hiện tượng thôi nhưng cái gì? Hiện tượng mấy sao này sụp nằm nặng xù nhẹ gì đó ha. Em xem đế nè, đế đều hết trơn ha. Rồi, mã số 8 em giao lưu 1,2 triệu bao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, xuống rồi, cây. Tiếp tục mã số 9. Rồi, xuống 9 luôn. Lên cây luôn. Đó, này chín chiều cao em nó cũng là 2m luôn. Rồi, tầm 2m luôn. Hoành em nó là 24. Rồi, hoành to luôn. 24 hoành luôn. Bởi vì như dàn xương ha. Mã số 9 hoành 24 này em giao lưu với cô chứ vậy là 1,3 triệu. 24 hoành 1,3 triệu. Để luôn 1,3 triệu cho mã số 9 luôn. Em bao ship luôn nha cô chú anh chị. Để tứ diện luôn ha. Luôn. Bao ship luôn. Giá cũng yêu thương quá nè. Rồi xuống cây. Mã số 10. Số 10 lên luôn. Mã số 10 chiều cao nó cũng 2m luôn. Rồi 2m cao luôn. Lâu lại cao không ha. Hoành em nói là 20,5. Rồi quý vị nghĩa dàn tàn ha. Mã số 10 này em giao lưu với cô chính chị là 1,000,000. Rồi để luôn quý vị. Rồi, để xè quá xa xè luôn ha. Ồ, quá xá quá xa luôn. 1,000,000 thôi. Mã số 10 nha cô chính chị. Rồi xuống cây. Mã số 11. Rồi mã số tiếp theo. 11 lên luôn. Cũng cao luôn. Mã số này 11 này chiều cao nó chắc cũng khoảng 1,7 m à. Rồi, cao ha. Hoành em nói là 24 nha cô chú anh chị. Rồi, quý vị nghĩa dàn xương ha. Rồi, mình ra từ từ xuống nè. Xương cũng đều quá nè. Mã số 11 em giao lưu với cô chú anh chị là 1,3 triệu. Rồi, quý vị nghĩa nha. 1,3 triệu cho mã số 11 luôn. À, dán lắc viên ha. Để ăn bên là mặt lưng. Một bệ ha. Hết sức cái bệ lưng này luôn ha. 1,3 triệu nha quý vị. Rồi, cho mã số 11 luôn. Xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã số 12. 12 lên luôn. Mã số 12 chiều cao hôm nay chắc cũng khoảng 1,5 m á. Rồi, tầm đó ha. Hoành em nói là 20. Rồi, quý vị nghĩa dàn xương. Cục chánh ở bên đó đó ha. Đó. Mã số 12 này em giao lưu với cô chú anh chị là 900,000. Rồi, xuống đế nha quý vị. 900,000 cho mã số 12 luôn. Em bao ship luôn nha cô chú chị. Bao ship toàn quốc luôn. Để lực ha. Cô chú chị vô xem hết clip ủng hộ dùm shop em nha. Mã số 12 em giao lưu 900,000. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục mã số 13. 13 lên luôn. Mã số 13 chiều cao hôm nay có khoảng 1,3 m. Rồi, hoành luôn. Hoành em nói là 17. Rồi, 17 hoành. Rồi, mã số 13 này em giao lưu với cô chú anh chị là 600,000. Rồi, xây xây luôn. Dàn xương này. Cụ đế luôn. 600,000 cho mã số 13 luôn cô chú anh chị. Rồi, 600,000 thôi quý vị. Bao ship luôn bao ha. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục mã số 14. Rồi, 14 lên luôn. Đây, mã số 14 quý vị. Chiều cao em nói chắc khoảng 1,4 m ạ. Rồi, tầm đó ha. Rồi, hoành luôn. Hoành em nói là 22. 22 hoành. Rồi, quý vị nghĩ dàn xương luôn. Mã số 14 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1,000,000. 1,000,000 cho mã số 14 luôn.
Rồi để luôn nha quý vị, để xè ha, xè đều đều hết nè. Rồi con triệu thôi. Số 14 em vô luôn 1 triệu nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây. Tiếp tục mã số 15. 15 lên luôn. Mã số 15 này chiều cao em nói khoảng 1m4 ạ. 1m4. Rồi hoành luôn. Hoành em nói là 22. 22 hoành. Rồi quý vị nghĩ dạng xương luôn ha. Cái này cái nách nó cũng bảy xù nước nách. Đây. Nói chung là nó dày nè quý vị. Hình như nó dài dài ở trên cũng có hiện tượng u u của trên ha. Nhưng mà đặc biệt cái đoạn này ha. Em giao lưu với cô chú anh chị là 1,1 triệu. Dạ dạ anh đây đều hết trơn ha, bể đều hết trơn ha. 1,1 triệu cho mã số 15 luôn. Băng xuất toàn quốc luôn. Xuống đế nha quý vị. Này lo quay hết trên đế đây. Đó đế cũng đều nè. À, rồi 1,1 triệu à quý vị ơi. 1,1 triệu cho mã số 15 luôn. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục mã số 16. Rồi 16 lên luôn. Mã số 16. Mã số 16 này chiều cao của em nói là khoảng 1m2. Rồi, hoành. Hoành em nói là 18. Rồi, 18 hoành. Rồi, cành luôn. Mã số 16 này em giao lưu với cô chú anh chị là 700.000. Để luôn quý vị, để có cũ mà để cũng xè nôm nữa ha, nó vừa xè vừa nôm luôn nè. 700.000. 700.000 cho mã số 16 luôn, em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Tiếp tục mã số 17. 17 lên luôn. Mã số 17 chiều cao em này khoảng 1m2. Rồi, hoành luôn. Hoành em nói là 19. Rồi. Mã số 17 này em giao lưu với cô chú anh chị là 500.000. 500.000 mà 500 bao ship luôn. Mã số 17 500.000 em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Để luôn. Đấy xè điệu trơn nè. Rồi xuống cây. 500.000 thôi. Rồi tiếp tục mã số 18. Rồi, xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Mã số 18 này chiều cao 18. Em khoảng 1m3. Rồi 1m3. Hoành luôn. Hoành em nói là 20,5. Rồi 20,5. Rồi mã số 18 này em giao lưu với cô chú anh chị là 550. Rồi quý vị nhớ dàn xương ha. 550 cho mã số 18 luôn. Em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. 550.000. Bao ship luôn. Bao ship luôn. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục mã số 19. Rồi 19 lên luôn. Mã số 19 này chiều cao em nó là khoảng 1m3. Rồi. Hoành em nó là 19. Lá ra tùm luôn, mình thấy mã cái hoa trong. Mã số 19 này em giao lưu với cô chú anh chị là 950. Đây dừng. Đó, mình thấy cái hoa nè. 950 luôn. Đây quý vị, cánh quá xá cánh đây ha. Rồi, mình quay tay cạnh nha quý vị. Đây. Rồi mã số 19 này em giao lưu với cô chú chị là 950 nha cô chú anh chị. Rồi xe luôn. Bông thử cái gì thấy mặt bông nè ha. Em bao ship toàn quốc luôn. Rồi 950. Rồi xuống cây. Tiếp tục mã số 20. Bông đẹp luôn. Rồi 20 lên luôn. Số 20 này chiều cao em nó là khoảng 1m2. Rồi. Hoành luôn. Em nó là 19. 19 hoành. Em này vài ngày nữa là thấy mặt bông nè. Mã số 20 này em giao lưu với cô chú anh chị là 500.000. Ra nụ xanh xanh đó nè. Ta cành đều luôn ha. 500.000 cho mã số 20 luôn nha cô chú anh chị. Rồi để luôn. Ship toàn quốc luôn. Ngay chỗ dán băng keo này cũng có một cọng rễ to nằm đây nha quý vị. Chắc là rễ là đều bốn phía hết trơn đó. 500.000 cho 500 mã số 20 quý vị ơi. Giá yêu thương quá nè. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục mã số 21. Mã số 21 chiều cao em nó khoảng 1m3. Rồi. Hoành em nó là 20. 20 hoành. Cắt tỉa cây thông trơn ha. Đó quý vị. Mã số 21 này em giao lưu với cô chú anh chị là 500.000. Cắt gọn vậy nè, cây mạnh cây lắm quý vị. An tâm ha. Để đây quý vị. 500.000 bao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi, 500 bao ship. Mã số 21 500.000 em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục mã số 22. 22 lên luôn. Mã số 22 này chiều cao em nó khoảng 1m2. 1m2. Hoành rồi. Em nó là 20. 20 hoành.
Rồi quý vị rồi, nhớ dàn xương ha. 22 này em giao lưu với cô chứ vậy là 550. À, xương này cũng đặt hết trơn nè. 550 cho mã số 22 luôn nha cô chứ chị, hoành 20 luôn. Em bao ship toàn quốc luôn. Bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục mã số 23. 23 lên luôn. Mã số 23 thì chiều cao em nói cho cũng khoảng 1m2. Rồi. Hoành em nói là 20. 20 hoành. Rồi mã số 23 này em giao lưu với cô chứ chị là 600.000. Rồi quý vị nhớ dàn xương ha quý vị. 600.000 cho mã số 23 luôn. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục mã số 24. 54 lên luôn. Chiều cao em nói cũng khoảng 1m2. Rồi hoành luôn. Hoành em nói là 18. 18. Rồi mã số 24 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 600.000. Rồi xương nó đây quý vị. 24 cũng khá đều đây ha. 600.000 cho mã số 24 luôn. Đó. Em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Đây cũng quá xa đế nè. Rồi xuống cây. Rồi 600.000. Mã số 25. 25 lên luôn. Mã số 25. Mặt hoa luôn. Cao em nói khoảng 6. Rớt cánh xuống nhóc luôn. Hoành em nói là 21. Rồi. Mã số 25 này em giao lưu với cô chú anh chị là 750. 750 cho mã số 25 hoành 21 luôn. Cánh nó nở nhiều bánh rụng quá. Đây quý vị. Cũng tàn ha. Mà cánh cũng còn nhiều nè. Cánh cũng rụng bớt rồi đó. Này vẫn cũng tàn rồi. Cũng hai lớp ha. Mã số 25 này em giao lưu với cô chú anh chị là 750. Nguyên cái cũ này cũng bự quá nè. Giá cũng yêu thương luôn ha, 750 rồi quý vị. Có 750 luôn. Bông hai lớp luôn. Rồi, bào xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã số 26. Bông hai lớp mà cũng bự luôn ha. Mã số 26 là một phôi ha. Cô chú anh chị. Phôi này chiều cao em nói là 90. Rồi, hoành luôn. Hoành em nói là 21. Rồi. Rồi mã số 26 này em giao lưu với cô chú anh chị là 900.000. Rồi, để luôn. Để cũng đều ở trên này ha. 900 nha quý vị. 900.000 cho mã số 26 luôn. Rồi, xuống cây. Rồi tiếp tục mã số 27. Rồi, 27 lên luôn. Mã số 27 thì chiều cao em nói là 70. Rồi, hoành luôn. Hoành em nói là 19. Rồi, xây xây luôn. Mã số 27 này em giao lưu với cô chú anh chị là 750. Để quý vị. Để cũng đều từ phía ha. Mã số 27 luôn. Rồi 750. Rồi xuống cây. Rồi, tiếp tục mã số 28. 28 lên luôn. Số 28 thì chiều cao em nói là 95. Rồi, hoành luôn. Hoành em nói là 21. Rồi mã số 28 này em giao lưu với cô chú anh chị là 900.000. Rồi quý vị nhìn đế cái ha. 900.000 cho mã số 28 luôn. Rồi 900. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục mã số 29. 59 lên luôn. Mã số 29 chiều cao nó là 1m. Rồi. Hoành em nói là 22. 22 tay cành đều ha. Bộ đế quá đều luôn. Này đế này nó nở nè. Mã số 29 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu. Đó, quý vị thấy đế, đế đều mà nó nở ha. Luôn. Đế đẹp luôn. Rồi, em bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Xuống cây. Mã số 30 cũng là mã cuối clip nha cô chú anh chị. Rồi, một em mai xù ha. Rồi, cái này là chiều cao em nói 2m. Cái này whip nhất clip nè. Whip nhất clip. Rồi, cái này hoành em nói là 26. Rồi, một em mai xù. Đó, quý vị nhớ kỹ em nói nha. Tàn cũng rộng luôn ha. Rồi quý vị nhớ cái đỉnh đọt em nói trước đi nha. Đó, cốt chanh đó nè. Đó. Tùm ha. Rồi đoạn này mấy em con em nó ôm nè. Mã số rồi. 30 này hoành 26 nha cô chú chị. Quý vị nhớ cái phần xù em nói nha. Đó. Quý vị nhớ kỹ nha quý vị. Dài luôn ha. Cùng mình hết trơn ha. Rồi đế luôn đế đi coi quý vị. Quá đều luôn. Nó chạy xuống để cái góc rồi mình ha. Rồi mã số luôn. 30 này em giao luôn với cô chú anh chị là 6,5 triệu. Rồi 6,5 triệu em bao ship luôn. Được em mai xù đế đẹp luôn ha.
Rồi, cuối clip bây giờ là Dũng nói quý vị không hả? Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em đến clip vừa qua. Em mong clip này cô chú anh chị xem hết clip và ủng hộ dùm shop em. Dạ, em cảm ơn rất nhiều. Hẹn cô chú anh chị clip sau. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau nha.